Vào ngày Tết, chúng ta thường có xu hướng uống nước ngọt nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nhiều nước ngọt chính là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nguy hiểm và có thể làm suy giảm chức năng tinh hoàn đối với nam giới. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn nếu uống nước ngọt quá nhiều? Hãy cùng Bách Hóa Xanh tìm hiểu ngay sau đây nha! 1. Nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Theo báo Tuổi Trẻ thì một chai hoặc một lon nước ngọt có chứa một lượng đường tương đương với 22 gói đường pha cà phê. Việc tiêu thụ quá nhiều đường sẽ khiến hàm lượng insulin trong máu tăng vọt, từ đó dễ gia tăng bệnh về chuyển hóa đường mà tiêu biểu là đái tháo đường. 2. Béo phì. Một lon nước ngọt có chứa tới 140 đến 150 kilocalo đường. Vì vậy, nếu chỉ uống một lon nước ngọt 300ml thì gần như đã đủ nhu cầu đường trong cả ngày. Và nếu chúng ta nạp thêm một số thực phẩm khác thì sẽ bị vượt quá ngưỡng đường cho phép. Mà đường khi vượt ngưỡng sẽ chuyển hóa thành chất béo, lâu dài sẽ gây ra tăng cân, béo phì. 3. Ảnh hưởng sự phát triển chiều cao của trẻ. Nước ngọt chứa rất nhiều phốt pho, việc uống nước ngọt có thể làm giảm hấp thụ canxi và làm giảm sự phát triển chiều cao ở trẻ. Người trưởng thành uống nhiều nước ngọt cũng có thể khiến xương kém chắc khỏe do cơ chế hấp thụ canxi của nước ngọt. 4. Gây sâu răng. Nước ngọt sẽ làm tăng môi trường axit trong miệng gây ra mòn men răng. Đây cũng chính là môi trường rất tốt cho vi khuẩn, sâu răng phát triển. Đường trong nước ngọt cũng chính là món ăn khoái khẩu của sâu răng khiến chúng sinh sôi nảy nở, gây hư răng, mòn răng. 5. Gây suy giảm chức năng tinh hoàn ở nam giới. Một nghiên cứu ở Mỹ đã chỉ ra rằng uống từ 220ml nước ngọt mỗi ngày có thể khiến một số lượng lớn tinh trùng giảm đi đáng kể. Đồng thời nội tiết tinh hoàn cũng bị giảm, từ đó dễ dẫn đến nguy cơ vô sinh ở nam giới. Nước ngọt không có dinh dưỡng lại còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Do vậy chúng ta cũng cần tránh uống các loại nước ngọt như soda, nước trái cây đóng chai, tăng lực. Thay vào đó các bạn có thể uống trà xanh hoặc nước ép trái cây, vừa giúp thanh lọc cơ thể vừa tốt cho sức khỏe. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho các bạn. Bách Hóa Xanh xin chào và hẹn gặp lại.